Wow, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Không biết là với trận đấu này mình nên vui hay là buồn hay là sao đó các bạn ạ. Tại vì team bạn là một đội hình 4 xạ thủ, một vị tướng pháp sư leo danh cao thủ. Trời ơi, nhìn thấy thôi mà cảm thấy hốt rồi. Thôi, bỏ qua cái nỗi lo lắng này, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một ứng dụng vô cùng đặc biệt. Nó giúp cho tất cả các bạn sẽ có thể xử lý được trong game nhanh hơn, lát trận nhanh hơn, các kiểu đà điểu. Ứng dụng vô cùng tuyệt vời mang tên iClean, các bạn có thể lên CH Play để tải. Ghi chữ iClean ra và đây là ứng dụng dọn rác, tăng tốc và diệt virus cho chiếc điện thoại của các bạn. Hiện tại mình đã tải rồi và mình đã sử dụng khá lâu. Bây giờ thì chỉ cần mở lên và trải nghiệm cho người. Đầu tiên là tăng tốc chơi game. Trước khi vào game Liên Cơ Bay, mình thường sử dụng đó là tính năng tăng tốc chơi game. Ở đây thì mọi người có thể tăng tốc được rất nhiều loại game. Liên Cơ Bay hoặc là những loại game khác mà các bạn có thể chơi, giúp cho các bạn có thể chơi game được mượt hơn, nhanh hơn. Đó, đây, tăng tốc, các bạn chỉ cần ấn chạm vào thôi. Và sau khi nó tăng tốc thì nó tự động mở cái game của các bạn lên. Liên Cơ Bay đang tăng tốc và mở lên. Wow, các bạn có thể nhìn thấy tốc độ vào game cực kỳ nhanh luôn này. Rất nhanh chóng là mình đã loát được xong cái phần giới thiệu của game rồi. Và không chỉ là cái tính năng tăng tốc game, ứng dụng còn có tính năng dọn rác điện thoại. Kiểm tra là 2,45GB rác và bây giờ mình sẽ tiến hành dọn rác luôn. Nó đang tiến hành quét rác từ YouTube này, từ Facebook này, từ PicsArt này. Nói chung là có những ứng dụng nào có rác thì nó sẽ quét hết một vòng nha. Quét rất là nhanh thôi. Sau một khoảng thời gian ngắn quét rác cực kỳ nhanh thì cuối cùng mình đã dọn rác xong. Không chỉ thế, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tăng tốc bộ nhớ. Các bạn chỉ cần ấn vào hình tên lửa tăng tốc bộ nhớ. Đó, đang dọn bộ nhớ rồi. Đây, có thể dọn tăng tốc những cái ứng dụng mà các bạn muốn thêm vào đây. Khi mà tăng tốc độ nhớ này, các bạn có thể nhìn thấy là đang tắt những ứng dụng hao pin. Nếu mà có những cái ứng dụng hao pin thì nó sẽ tắt nha. 4 ứng dụng đã giải phóng. Về đường link tải ứng dụng này, mình sẽ để lại dưới phần bình luận cũng như là mô tả video clip này để tất cả các bạn có thể dễ dàng tải ứng dụng iClean. Let's go! Chúng ta cùng test sức mạnh của vị tướng cá Phoenix sau khi mà nó đã có rất nhiều sự điều chỉnh. Về hiện tại là cá Phoenix giảm rất là nhiều sức mạnh nhưng mà không hiểu tại sao. Tại sao vị tướng này vẫn bị auto cấm từ mức danh cấm chọn trở lên? Đó là danh kim cương, tinh anh rồi cao thủ là bị auto cấm các bạn ạ. Tôi chết rồi. Trời ơi, đừng có cướp cái con bùa xanh của mình. Đợi mình farm xong cái con này rồi mình mới ra được. Hiện tại có Alistair canh bùa giúp mình rồi nên mình không quá lo lắng nha. Nào nào nào, nào, tém tém lại nào. Nào, khổ lắm. Cướp rừng phải hỏi chủ nhà, phải xin phép chủ nhà. Đi ăn cướp mà không xin phép chủ nhà. Ui dồi ôi, tốc biến đâu. Hại thận chưa, hại thân chưa. Đi cướp của mình mà lỗ vốn mất một cái tốc biến. Thật sự là không cướp được cái gì cả. Đấy là một cái tổn thất vô cùng lớn dành cho Dancy. Sai lầm khi mà team bạn thả cá Phoenix trong trận đấu này và mình pick được. Nhưng mà cũng không thể gáy to được. Tại vì trong trận đấu này team bạn có quá nhiều sát thương. Bù lại team bạn là một đội hình chôn game. Có đến 4 vị tướng xạ thủ và 1 vị tướng pháp sư. Sao team bạn không đổi Dancy thành một vị tướng xạ thủ nữa để mình dễ đặt cái tiêu đề trong trận đấu này. Đó là gặp team full xạ thủ leo danh. Không có các bạn ạ. Thế là, đấy là một cái điều rất là đáng buồn. Đây là mức danh cao thủ, nhưng mà anh em biết là danh nào cũng vậy, tôi cũng gặp người này người nọ, đội hình này đội hình nọ. Đấy, danh cao thủ thì vẫn pick theo kiểu đó là linh tinh vớ vẩn đến vậy. Trang bị thì mình sẽ để lại trong trận đấu này, các bạn có thể tham khảo nha. Còn bây giờ thì cố gắng hỗ trợ cho Lữ Bố ăn mạng này. Cố gắng mình ăn mạng hỗ cho. Đó, một mạng ngay. Căn bản là sải tay dài hơn Lữ Bố mà. Đường dưới bị ép khá là nhiều. Team bạn làm xạ thủ thì các bạn biết là lượng sát thương ra sao. Nhưng mà đánh càng về late game thì team bạn càng dễ bốc hơi. Tại vì team mình cũng có sát thủ.
Mình chỉ ao ước trận đấu này mình cầm sát thủ thôi. Nhưng mà do mình S1, mình pick cáo xong rồi thì team bạn mới pick một cái đội hình toàn xạ thủ. Chứ còn nếu mà mình mặc S5 mình nhìn thấy đội hình toàn xạ thủ thì các bạn nên chơi Murat chẳng hạn. Trời, các bạn mà cầm Murat các bạn sấy cho cả team bạn toàn xạ thủ chắc là các bạn mega lâu rồi. Tốc độ đi rừng của cả Phoenix nó vô cùng mạnh nha. Với cái kíp nổ trong tay, việc khả năng đi rừng nó rất nhanh và giúp cho cả Phoenix triệt tiêu cả cái con tà thần Caesar cũng sớm luôn. Một mình các bạn có thể tiêu diệt tà thần Caesar ngay khi tà thần xuất hiện. Chơi cáo mà không ăn tà thần sớm thì thật đấy là một cái điều thật sự rất đáng tiếc. Nào, phối hợp với mình làm thêm mạng nữa của Elsu. Elsu chạy được đi đâu nữa? Ôi trời ơi, tốc biến. Thôi. Combo chiêu cuối tốc biến thì chịu rồi. Hay quá, giữ chân được Dancy nhưng mà mình tới nơi thì hết hiệu lực mất rồi. Thôi, thòng em rồi. Mất máu rồi. Thôi chịu nha, mệnh ai người đấy lo à. Chứ bây giờ cũng không thể băng trụ được. Cái build đồ trong trận đấu ngày hôm nay, kiểu gì thì kiểu anh em cũng thắc mắc với mình tại vì sao không có trang bị xuyên giáp. Mình khẳng định với các bạn như vậy luôn, kiểu gì anh em cũng có thắc mắc. Lát nữa thì mình sẽ giải thích cái build đồ của trận đấu này nha. Nếu mọi người chơi Liên Quân nhiều thì các bạn cũng đã hiểu. Từ từ để mình xuống đường này mình ganh. Ui gấu béo bốc ơi, rồi tôi chết em rồi. Một cân ai là không thể, mặc dù là cấp độ của mình là level 7. Thôi chịu. Cứ chơi một cái phong cách an toàn. Nhiều máu thì chúng ta đánh, mà ít máu thì thôi. Trận đấu này team bạn hầu hết là những vị tướng xạ thủ. Có 4 xạ thủ và 1 pháp sư. Một đội hình rất là giấy, một đội hình rất là mỏng. Không có đỡ đòn, không có tanh cơ cứng. Vậy nên mình không lựa chọn lên trang bị xuyên giáp, mà mình đóng trang bị đó là cung bao tố, giày du mục, thánh kiếm, song đao bao táp, cung tà ma và trang bị cuối cùng giáp vào mệnh. Không có trang bị xuyên giáp nha. Nếu mà mọi người gặp đội hình team bạn là những vị tướng máu giấy như vậy thì các bạn nên lên trang bị như này, không cần xuyên giáp làm gì. Chứ còn nếu mà team bạn có Toro, có Arum, có Ibernet, có Manlock các kiểu thì các bạn nên lên trang bị xuyên giáp cho vị tướng cáo. Đấy, người ta gọi là lên đồ phụ thuộc vào trận đấu, chứ không phải là trận nào cũng lên build đồ giống như trận trước rồi. Trận trước lên build đồ giống trận sau là không được. Rồi, mạng này của mình 2 mạng rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu. Chơi luôn, quất luôn. Trời ơi, chạy thôi. Nhanh vậy. Thôi chịu, không đánh được nữa các bạn ạ. Té thôi. Đó, lên đồ theo từng trận đấu nha. Đội hình của team bạn như thế nào thì chúng ta sẽ tìm cách lên đồ, chứ không phải là trận này thì mình lên trang bị này, trận sau mình vẫn áp dụng lên trang bị như cũ. Như vậy là không được. Mặc dù là đội hình của cả hai trận đấu nó khác biệt nhau, các bạn không được lên đồ giống nhau. Khổ, trời ơi, ông gấu béo ông tốc biến lên. Trời ơi, cấp độ của level 6 là gấu béo, giờ level 6 mình level 9 mất rồi thế này. Đủ hiểu là cáo đi rừng nó như thế nào. Mặc dù là bị giảm sức mạnh nhưng mà các bạn biết với cơ chế của cá Phoenix tại vì sao nó được quay trở lại. Bởi vì kỹ năng của nó tăng thêm khống chế, khả năng khống chế đến từ chiêu thứ nhất. Và đặc biệt là nó có độ càn lướt trong giao tranh bằng chiêu thứ hai. Kích hoạt kíp nổ vào đối phương, tích đủ điểm và chúng ta có một mạng. Đó, nổ kíp nổ phát hồi luôn chiêu thứ hai. Đấy, đây là một cái sự thay đổi cơ chế mà khiến cáo bây giờ bị auto cấm đấy. Chứ trước đây cáo không có cơ chế như vậy đâu. Thì thật sự là cáo chả ai chơi. Chiêu 2 thì lúc trước thì nó không có thể lướt được 2 lần. Nhưng bây giờ có thể lướt được 2 lần nếu các bạn làm nổ cái kíp nổ. Farm rất nhanh. Tiếp tục là rồng nha. Chọn những mục tiêu lớn để chúng ta tiêu diệt, để mang lại lợi thế cho team. Phù hiệu cho cá Phoenix thì mình hay sử dụng đó là Thánh Thuận nha, giúp cho vị tướng này cứng cáp hơn. Trời ơi, vị xích đến nay rồi thì sống sao nổi nữa. Lên bảng, nào, cân luôn. Cái tầm này thì không ngán. Tôi chết rồi. Để nó chạy mất phí thật sự các bạn ạ. Ôi trời, không hiểu Dancy lao vào đây làm cái gì. Anh em, thịt Dancy đã. Ok, Dancy bốc hơi. Đúng thật không hiểu tại sao là team bạn lại pick cái đội hình theo kiểu này. Có Elsu, có Quid, có Elendo, có Theonat. 4 xạ thủ khủng, 4 xạ thủ hot của Linkerby.
Ôi giời ơi, ông ngắm thoải mái đi, tôi biết là ông có tầm nhìn, tại vì nó có ưng chạm dưới chân kìa. Cứ lấy cái trụ thôi, đơn giản là như thế. Đặc biệt nếu mà các bạn nào chưa biết thì cà phê nít của chúng ta cũng chuẩn bị có thêm một bộ trang phục mới. Và thật sự là bộ trang phục đấy mình cũng đã review cho mọi người rồi, các bạn có thể coi lại video clip trước. Sắp sửa có thêm trang phục mới thì mình hy vọng là nó sẽ được tăng sức mạnh. À mà thôi, không cần tăng sức mạnh đâu, tầm này mạnh lắm rồi, cần gì tăng nữa đâu. Thật sự là bây giờ cáo chả cần tăng sức mạnh nữa đâu, nó mạnh lắm rồi, tăng nữa thì thật sự nó hủy diệt hoàn toàn. Bắt lẻ luôn. Thôi thôi nha, mình chỉ sợ Dancy nó di rời cưỡng chế thôi. Cứ núp trong bụi đã. Ô, có cái ưng chạm này, lộ hết cả tầm nhìn rồi. Giờ còn liềm tử thần, thế nên là cứ đánh hổ báo cái, xử lý quýt luôn, bằng trụ luôn, ngán cái gì. Chết, trời ơi, mình còn liềm tử thần mà. Mất một liềm đổi lấy một mạng bây giờ thì nói chung là nó cũng lợi. Tại vì là cái mạng thứ 6 giúp cho mình lên huyền thoại rồi. Elendo chịu nha, không đánh được đâu. Chịu thôi. Đừng có trách mình, tại vì mình còn xíu máu, mình không thể đánh được. Chứ không là cứ trách mình kiểu là rát chết các kiểu. Ừ thì cũng rát chết thật đấy, tại vì là phát đến nếu mà ra hiến mạng, Elendo ăn được mạng của mình thật sự là nó sẽ rất nhiều vàng. Tầm này tà thần luôn nha, chủ động tà thần luôn. Nhưng mà từ từ, có Elsu đây, cố gắng phải giết Elsu. Đấy đấy, có Elendo này, mình ăn sớm là mình toi ngay. Cứ phải đuổi team bạn ra hết khỏi khu vực đường tà thần. Sau đó là các bạn phải đi một vòng, các bạn check cái ưng chạm nha, tại vì là team bạn có Elsu mà. Phải check cái ưng chạm không có trong bụi như thế này thì chúng ta mới ăn được, ăn luôn. Chứ có ưng chạm mà các bạn không check, các bạn cứ ăn như thế này các bạn bị lộ ngay. Đánh cáo là cần phải cố gắng ép sớm. Trời, chí mạng liên tục luôn với thánh kiếm và song đao. Bây giờ chỉ cần một người vào mà có bát trước thôi, mình sẽ đứng đằng sau. Trời ơi, gắn kíp nổ thẳng lên người. Và sau đó là pom 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 pom. Một mạng. Tiếp tục, và sau đó là pom pom. Ôi giời, cái nội tài của thằng Quýt kìa. Toang rồi ông giáo ạ. Toang thật rồi. Mình bị chết bởi cái nội tại của Wit. Các bạn nên nhớ này, một cái đồ hình toàn xạ thủ, nó không lợi một chút nào, mà nó toàn cái điểm hại thôi. Lý do nếu các bạn là chơi một đồ hình toàn xạ thủ, các bạn sẽ farm tranh của nhau và không có ai nhường lính cho nhau cả. Như vậy thì nó sẽ phế toàn đội, không có người nào nổi bật, nổi trội giữa cái team xạ thủ cả. Vậy nên là hạn chế các bạn pick cái đội hình giống như kiểu team bạn nha. Danh cao thủ rồi vẫn pick kiểu này thì chắc là phải có lý do gì. Phải là tranh lên các kiểu. Trời gấu ơi, từ từ thôi, để người ta ra hỗ trợ cái coi. Trời cân hai luôn, ngắn đi đâu. Khổ làm gì rời cương chế ạ. Toang rồi, lần này thì toang thật rồi. Gấu, ui, ây à, ơi, thôi thôi thôi, xong rồi. Giờ còn Lữ Bố và Joker. Team bạn còn 4 người. Cái tốc độ đẩy trụ của team xạ thủ nó rất là nhanh. Chỉ cần combat sai một lần thôi, khéo là toang luôn. Đó, tôi xong rồi. Mình sắp ra rồi. Không biết là kịp không, còn một mình Joker đây này. Ra kịp. Dù sao thì mất một đời lính siêu cấp thôi anh em. Làm lại từ đầu. Giờ là làm lại từ đầu này. Combat tử tế hơn này. Cẩn thận hơn này. Ơ thôi, mất rồi. Trời ơi, mình cứ tưởng thằng Quýt nó bỏ cái con rồng, nó không ăn hóa ra nó kích hoạt chiêu cuối. Mình có chừng trị trong tay. À, mình có tê tái. Nhưng mà mình chủ quan quá. Anh cũng phải có khát vọng trong cuộc sống.
Ok, trang bị cuối cùng sẽ là giáp hộ mệnh. Sau khi có cung tà ma trong giao tranh, các bạn cứ kích hoạt cung tà ma các bạn bắn nha. Giờ chỉ cần nhìn thấy team bạn hướng nào thôi. Quên Endo anh em bắt lẻ luôn. Trời ơi, cái tầm này nếu bắt lẻ được thì quá tuyệt vời. Mỗi tội Endo là chất tướng nó là xạ thủ cơ động, khó tóm được dã man. Tà thần luôn này. Đây là con tà thần thứ hai. Và tốc độ ăn tà thần thì các bạn biết là Joker với cả Phanit nó dồn như thế nào đấy không? Cứ có tà thần đã. Giờ chỉ cần đợi sai lầm của team bạn thôi. Giao tranh cuối cùng như thế này thật sự là nó sẽ đem đến một cái... Nếu mà các bạn mắc sai lầm là các bạn thua luôn cả trận đấu đấy. Thế hết sức bình tĩnh nha. Cứ để cho anh em vào trước. Trời ơi. Móc đằng sau, cái tầm này móc đằng sau. Móc đằng sau, móc đằng sau. Ui Dancy, xử lý Dancy trước. Pom pom. Ui trời ơi, máu tụt như huyết áp các bạn ạ. Tiếp tục kèo su này. Cân nết, cân sạch. Chưa gì chết 4 người rồi. Ôi trời ơi, đúng là. Các bạn nhìn thấy đâu? Một cái đội hình toàn xạ thủ combat cực kỳ nhanh. Tại vì team bạn còn chống chịu được đâu. Đánh một tí thì hết máu, chết hết rồi. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi video clip của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodolive vào những buổi tối để có thể kéo danh team 5. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu của mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodolive follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream. Cảm ơn các bạn rất nhiều.